Quý vị và các bạn thân mến, đây là những hình ảnh từ sân vận động Sydney, nơi chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Millwall và đội khách Leicester City trong khuôn khổ vòng 3 của Cúp FA mùa giải 2023-2024. Đây là lời đáp trả từ các cầu thủ Millwall. Dứt điểm ngay! Đó là một quyết định tương đối bất ngờ tình huống vừa rồi. Bây giờ thì bóng mới tới chân của Brighton. Đánh đâu! 1-0 cho Leicester. Cầu thủ ở hàng phòng ngự của Millwall chơi chỉnh mảng khi mà đội bóng của họ tổ chức tấn công quá nhiều và đẩy đội hình lên rất cao. Những sự mất tập trung. Cơ hội rất nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã không phá đốt lưới nhà. May mắn đã không thuộc về các cầu thủ Millwall tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Bóng đã đi chếch về phía góc xa khung thành và nếu như nó hướng vào trong cầu môn thì Jacob. Cơ hội để dứt điểm, cú sút 2-0 rồi. Vẫn đúng như những gì đã dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Leicester thì ở phút thứ 39 họ đã gia tăng được cách biệt. Leicester đang chơi với một phương án có thể nói là quá hợp lý ở trận đấu này. Nó không giống như những gì mà các cầu thủ Millwall chờ đợi. Đánh đâu! Và như vậy tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà ở phút thứ 56. Quá nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ. Cú đánh đầu thì không thể mang về bàn thắng, nhưng pha chạm bóng sau đó thì quá khó cho thủ thành Jacob. Goal! Cách biệt hai bàn lại được tái lập và tỷ số là 3-1 nghiêng về phía Leicester. Cú sút chim và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 rồi. Pha lập công của Fleming ở phút thứ 86. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên.